Ukraine nói viện trợ từ phương Tây trao cho Kiev không phải từ thiện mà là đầu tư. Phương Tây lo ngại mục đích đằng sau của Nga khi oanh tạc Ukraine. Mất vụ Ukraine, Nga xâm nhập camera an ninh để tìm mục tiêu tập kích tên lửa. Israel lên kế hoạch tái định cư người Palestine ở châu Phi. Bộ trưởng Israel thể hiện quan điểm về người dân ở giải Gaza, phản đối ý kiến của Mỹ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua Ngoại trưởng Ukraine Kuleba đã bày tỏ tin tưởng vào việc Quốc hội Mỹ sẽ bật đèn xanh cho việc giải ngân các khoản hỗ trợ Kiev trong năm nay ông khẳng định Ukraine không có kế hoạch B và sẽ luôn chiến đấu bằng nguồn lực đúng cung cấp. Đồng thời đưa ra cảnh báo bất kỳ quan chức nào cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không bao giờ có hành động quân sự nhằm vào một thành viên NATO nếu Điện Kremlin thành công ở Ukraine là đang mắc sai lầm lớn. Truyền thông nhà nước Liban NNA vừa qua cho biết ông Saleh al aroori phó thủ lĩnh của Hamas, đã thiệt mạng khi văn phòng của nhóm ở Dahieh, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut bị tập kích bằng máy bay không người lái UAV. Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho hay lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiến hành cuộc tấn công nhắm vào phó thủ lĩnh của Hamas ông Al Arouri. Tuy nhiên phát ngôn viên của IDF ông Daniel Hagari từ chối bình luận. Đồng thời tuyên bố quân đội Israel đã sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống phát sinh từ sự việc này. Ông Saleh Al Arouri sinh ra gần thành phố Ramallah ở bờ Tây vào năm 1966. Ông sớm gia nhập Hamas. Sau khi phong trào này được thành lập vào năm 1987, giữa cuộc nổi dậy Intifada lần thứ nhất của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel. Trong nội bộ của Hamas, ông được coi là người đi đầu chủ trương hòa giải với các tổ chức khác của người Palestine. Ông Arouri có mối quan hệ tốt với Fatah, đảng chính trị do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo. Một quan chức Hamas nói rằng ông Arouri là nhân vật trung tâm của cuộc đàm phán giải pháp cho xung đột Gaza và thả con tin. Hồi năm 2011, ông cũng là thành viên nhóm đàm phán trao đổi tù nhân với Israel. Tuy nhiên, đối với Israel, ông được coi là một nhân vật cứng rắn. Israel cáo buộc ông đứng đằng sau các cuộc tấn công công dân của nước này. Trong khi đó, ông Dani Danon, thành viên thuộc đảng Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, lại chúc mừng IDF và các quan chức tình báo Israel vì đã loại bỏ quan chức cấp cao Hamas Saleh al ở Beirut. Nếu Tel thực sự đứng đằng sau hành động này, đòn tập kích đoạt mạng ông al Arouri sẽ là cuộc tấn công đầu tiên trong chiến dịch nhắm vào các thủ lĩnh Hamas ở nước ngoài mà giới chức Israel đã tuyên bố suốt vài tháng qua. Ngoài ra, vụ ám sát làm dấy lên nguy cơ xung đột ở Gaza sẽ mở rộng thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông mà Israel, Iran và các nhóm đồng minh của họ đến nay vẫn tránh né. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu những tháng gần đây đã nhiều lần ra tín hiệu nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo Hamas phát biểu trong một cuộc họp báo hồi tháng 11 năm 2023. Ông cho biết đã chỉ thị cho Mossad, cơ quan tình báo hải ngoại của Israel, ám sát tất cả các thủ lĩnh của Hamas dù họ ở đâu. Hồi đầu tháng 12 năm 2023, một đoạn ghi âm bị dò dỉ tiết lộ, Ronen Bar, người đứng đầu Shin Bet, cơ quan an ninh nội bộ của Israel, đã nói với các nghị sĩ rằng những thủ lĩnh Hamas sẽ bị hạ dù họ ở Gaza, Bờ Tây, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ hay Qatar. Theo Avi Melamed, Cựu quan chức tình báo Israel, cuộc không kích đã làm Phó thủ lĩnh Hamas, ông Al-Arouri, thiệt mạng. Có lẽ sẽ khiến Hezbollah cảm thấy bị xúc phạm vì nó xảy ra ngay trên lãnh thổ Liban. Trong khi đó, ông Al-Arouri là khách đặc biệt của thủ lĩnh Nasrallah. Thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah đã tuyên bố bất kỳ vụ ám sát nào trên đất Liban nhắm vào người Syria, Iran hoặc người Palestine ở Liban sẽ gặp phải phản ứng quyết liệt. Việc loại bỏ một người tầm cỡ như ông Al-Arouri sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động đang diễn ra của Hamas trong thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, chúng ta đều biết rằng không ai là không thể thay thế. Trước đó, một nguồn tin Hamas cho biết, nhiều trợ thủ của ông Al-Arouri cũng đã thiệt mạng. Họ bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Israel nhằm vào một văn phòng của Hamas ở ngoại vi phía nam thủ đô Beirut của Liban. Trong một tuyên bố, Hamas xác nhận 7 thành viên đã thiệt mạng trong vụ việc này. Một quan chức cấp cao Hamas là ông Izzat al đã lên tiếng về vụ việc Ông cho rằng vụ ám sát một lần nữa chứng minh Israel thất bại hoàn toàn trong việc đạt mục tiêu ở giải Gaza Ông Izzat Andris nhấn mạnh vụ sát hại phó thủ lĩnh lực lượng này tại Liban sẽ không làm suy yếu cuộc xung đột của Hamas tại giải Gaza Sau vụ việc, một nguồn tin Palestine nói rằng Hamas đã đình chỉ các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel Truyền thông nhà nước Iran cho biết hành động sát hại phó thủ lĩnh Hamas sẽ tiếp tục kích động sự phản kháng chống Israel. Tuy nhiên Israel đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ông Mark Regev, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nước này không bình luận về các sự kiện xảy ra vừa qua tại Beirut. Giới truyền thông Israel dẫn lời các quan chức cấp cao khẳng định Israel đã được đặt trong tình trạng báo động cao trước khả năng sẽ bị tấn công trả đũa. Các đợt oanh tạc của Nga nhằm vào Ukraine gần đây đã gây tàn phá diện rộng, nhưng theo đánh giá rất có thể đằng sau còn có một mục đích khác theo lời một chuyên gia nói với business insider ngoài việc cố gắng phá hủy mục tiêu thông thường nga cũng nhiều khả năng muốn thấy ukraine dùng hết số đạn dược quý giá còn lại của hệ thống phòng không vì chuyên gia này khẳng định mục tiêu cụ thể của nga là các hệ thống tên lửa phòng không patriot do mỹ sản xuất nếu nga thành công trong việc làm tiêu hao đạn dược của patriot ukraine sẽ suy yếu và chịu nhiều tổn thất hơn Ngược lại, Nga cũng có thể thoải mái tấn công hơn vì ít lo thất bại. Theo đánh giá, việc làm cạn kiệt Patriot cũng như kho tên lửa khác của Ukraine rõ ràng là một phần trong chiến lược của Nga. Tới nay, Ukraine đã nhận 5 khẩu đội tên lửa phòng không Patriot từ Đức, Mỹ và Hà Lan. Patriot từng được kỳ vọng như một nhân tố thay đổi cục diện ở Ukraine. Tổng thư ký NATO ông Stoltenberg đã nói rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga nhằm vào các thành phố và thị trấn ở Ukraine cho thấy mức độ quan trọng của các hệ thống phòng không hiện đại. Tăng cường sản xuất đạn dược là chìa khóa cho an ninh của Ukraine và của chúng ta. Cơ quan hỗ trợ và mua sắm NSPA của NATO đã trao hợp đồng trị giá 5,5 tỷ đô la Mỹ cho Comlock, một liên doanh giữa nhà thầu quốc phòng Mỹ Raytheon và MBDA của Đức, để chế tạo các tên lửa mới. Tuy nhiên, NATO không đưa ra thông tin cụ thể về tiến trình xây dựng cơ sở sản xuất mới hoặc cung cấp tên lửa. Theo MBDA, thỏa thuận sẽ có tổng cộng 1.000 tên lửa Patriot. Quy mô lớn của đơn đặt hàng sẽ củng cố việc thành lập dây chuyền sản xuất tên lửa Patriot mới ở Đức. Ukraine đã nhiều lần đề nghị được bổ sung thêm tên lửa Patriot, bất chấp hệ thống phòng không Mỹ bất lực trong việc bắn hạ tên lửa hành trình siêu việt âm KH-22 và KH-32 của Nga. Kiev đã sử dụng hệ thống Patriot do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Nga. Hành động này trái ngược với cam kết chỉ dùng Patriot với mục đích phòng thủ ở Ukraine. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã khẳng định rằng hệ thống Patriot chắc chắn sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng Nga. David Zahn, cựu chỉ huy trưởng pháo phòng không lục quân Mỹ, đã chia sẻ những lo ngại về lỗ hồng của các hệ thống Patriot trước các cuộc tấn công của Nga. Theo ông Sành, một khẩu đội Patriot duy nhất được trang bị đầy đủ các bệ phóng, thường bao gồm 6 đơn vị trở lên, cần triển khai khoảng 50 đến 60 binh sĩ để thiết lập, sau đó là 25 đến 30 binh sĩ để vận hành và bảo trì. Ông nói thêm rằng, hệ thống Patriot yêu cầu diện tích rộng khoảng 1 km vuông để triển khai, khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi khả năng tình báo, giám sát và trinh sát của Nga. Chuyên gia xanh cũng nhấn mạnh rằng khi radar của tổ hợp Patriot phát ra tín hiệu, nó sẽ tạo ra một dấu hiệu đáng kể, khiến khả năng tình báo tín hiệu của Nga có thể dễ dàng nhận thấy. Trong một diễn biến liên quan khác, đằng sau các cuộc không kích quy mô lớn của Nga nhắm vào Ukraine đã cho thấy một tương lai ảm đạm phía trước của Kiev khi Moscow chứng minh khả năng tiến hành xung đột lâu dài ở Ukraine. Nói một cách đơn giản, Nga đã dịch chuyển sang nền kinh tế thời chiến, Justin Brown, học giả nghiên cứu cấp cao tại Viện các quân chủng Hoàng gia Anh nhận định trong khi các quan chức tình báo phương Tây từng dự đoán quân đội Nga sẽ sớm cạn kiệt khả năng chiến đấu và buộc phải dừng tấn công thì hiện nay, Moscow đã xoay sở để huy động các cơ sở công nghiệp và sản xuất nhiều hơn đáng kể so với thời điểm trước xung đột. Nga đã tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng để hỗ trợ xung đột và tái tạo năng lực chiến đấu. Mức độ sản xuất tên lửa tầm xa được sử dụng ở Ukraine đã tăng từ 40 lên 100 tên lửa một tháng, ông Brown nói. Quy mô cuộc tấn công trong những ngày qua, hoạt động mà Tổng thống Putin khẳng định sẽ chỉ ngày càng gia tăng, đã xác nhận cơn ác mộng của Ukraine trong những tháng tới và việc Moscow đang tích trữ kho tên lửa cho các cuộc tấn công dữ dội trong mùa đông. Các quan chức tình báo Ukraine và phương Tây nhận định với truyền thông Anh vào tuần trước rằng, Nga đã dành nhiều tháng tích trữ tên lửa cho các cuộc tấn công mùa đông để áp đảo phòng không Ukraine, làm suy yếu khả năng của Kiev và buộc quân đội nước này phải phân tán sự chú ý. Bên cạnh đó, Moscow cũng tăng cường sản xuất đạn pháo. Trong chiến đấu, pháo đóng vai trò quan trọng với cả Nga và Ukraine. Một số nhà phân tích thậm chí gọi nó là vua chiến trường, bất chấp xu hướng tập trung vào các vũ khí công nghệ cao mới hơn hiện nay. Cơ quan an ninh Ukraine, SBU, trong một đăng tải trên mạng xã hội Telegram, tuyên bố tình báo Nga đã hack hai camera theo dõi an ninh của Ukraine để theo dõi lực lượng phòng thủ của nước này tại thủ đô Kiev, chuẩn bị cho các cuộc tập kích sau đó. SBU cho hay, kể từ đó, họ đã chặn hai camera mà họ nói rằng Nga đã sử dụng để theo dõi lực lượng phòng không và xác định vị trí cơ sở hạ tầng trọng yếu của thành phố trước khi tập kích đường không vào Kiev hôm 2 tháng 1. Tướng Valery Zaluzny, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết, Nga đã phóng khoảng 100 quả tên lửa vào Kiev và thành phố Kharkov ở miền đông. Trong các tuần gần đây, Nga đã nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, trong đó có hệ thống năng lượng một trong các camera bị hách nằm trên ban công của một tòa căn hộ camera này vốn dùng để theo dõi khu vực cạnh đó camera còn lại nằm trong một khu trung cư dùng để theo dõi một bãi gửi xe ô tô sbu cáo buộc nga đã thay đổi góc quay của camera bố trí trên ban công và kết nối nó với youtube để xem nội dung camera đã ghi lại sbu đã yêu cầu người dân ukraine sở hữu webcam hãy ngừng phát trực tuyến từ thiết bị của mình và kêu gọi công chúng báo cáo cho chatbot chính thức của sbu về bất cứ cuộc phát streaming nào từ những camera như thế. Theo báo Anh Guardian, các cuộc tấn công bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 năm 2023 và kéo dài sang năm mới đã giáng đòn nghiệt ngã lên Ukraine. Ông Justin Brock, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh nhận định, nói một cách để dễ hiểu, Nga đã chuyển nền kinh tế của mình sang nền kinh tế chiến tranh. Trong khi các quan chức tình báo phương Tây từng dự đoán quân đội Nga sẽ sớm cạn kiệt năng lực chiến đấu và buộc phải dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine, thì giờ đây, Moscow đã huy động được cơ sở công nghiệp sản xuất phương tiện vũ khí nhiều hơn đáng kể so với trước chiến tranh. Nga đã tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng để hỗ trợ chiến tranh và tái tạo một phần sức mạnh chiến đấu đã mất. Theo nhà nghiên cứu Brock, năng lực sản xuất tên lửa tầm xa sử dụng cho xung đột Ukraine của Nga đã tăng từ mức 40 quả một tháng trước đó lên hơn 100 quả mỗi tháng. Quy mô của cuộc tấn công trong những ngày qua mà tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ chỉ tăng lên, xác nhận điều mà nhiều người ở Ukraine lo sợ. Moscow đã tích trữ kho tên lửa cho các cuộc tấn công dữ dội vào mùa đông. Các nhà quan sát cho rằng mục tiêu cuối cùng của đợt tấn công dồn dập này dường như là buộc Ukraine cạn kiệt tên lửa phòng không Patriot và Nasam do phương Tây sản xuất vào thời điểm Mỹ và EU đã ngừng viện trợ quân sự, dẫn đến một kịch bản Ukraine rơi vào trạng thái không có vũ khí tự vệ. Phía Nga cũng tăng cường sản xuất đạn pháo pháo binh được coi là rất quan trọng đối với Ukraine và Nga. Thậm chí, một số nhà phân tích gọi pháo là vua chiến đấu, bất chấp có nhiều loại vũ khí công nghệ cao và hiện đại hơn. Trong một diễn biến khác, theo hãng tin Reuters và RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 1 thông báo 248 quân nhân nước này đã được Kiev trả tự do. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố đã đưa 230 người, trong đó có 224 binh sĩ và 6 dân thường trở về. Các quan chức Ukraine mô tả đây là lần trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột giữa nước này với Nga. Lần trao đổi tù binh gần nhất hai nước tiến hành là vào đầu tháng 8 năm 2023, liên quan tới 22 quân nhân mỗi bên. Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thừa nhận vai trò của mình và cho biết việc trao đổi tù binh diễn ra nhờ mối quan hệ hữu nghị bền chặt của nước này với cả Nga và Ukraine. Hình ảnh trả tự do cho các tù binh được các quan chức Nga và Ukraine đăng tải riêng. Moscow đã công bố một video cho thấy những người Nga được Ukraine trả tự do tới Ben Gorod bằng xe buýt. Trong khi đó, video do nhà chức trách Ukraine đưa ra cho thấy các tù nhân khoác lên mình quốc kỳ, hát quốc ca và hô vang những tuyên bố yêu nước. Ukraine cho biết trong số những tù binh được thả, có cả 7 quân nhân bảo vệ đảo rắn, nơi đã trở thành biểu tượng cho những giờ phút kháng cự cuối cùng của Ukraine trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Cả Nga và Ukraine đều cảm ơn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vì đã làm trung gian cho thỏa thuận trao đổi tù binh. Theo một chỉ huy cấp cao của Ukraine, bước tiến mạnh mẽ của Nga ở khu vực Donetsk tại phía đông Ukraine dường như nhằm hướng tới thành phố Chashovya. Nga đang dồn lực tấn công ở mặt trận phía đông sau khi các lực lượng Ukraine chuyển sang chiến thuật phòng thủ để giữ vững các vị trí thay vì leo thang tấn công. Đại tá Oleksandr Shishky, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine, ngày 3 tháng 1 chia sẻ trên Telegram rằng các đơn vị của Nga đang tiếp tục các hoạt động tấn công sâu rộng xung quanh các khu định cư ở thành phố Bakhmut tại Donetsk. Thành phố Bakhmut từng là nơi diễn ra giao tranh ác liệt trong nhiều tháng giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine. Ông Sitsky cho hay, theo hướng Bakhmut, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn gần khu định cư Bodanipka. Ngoài ra, đối phương đang cố gắng tiến về hướng thành phố Chashopja. Chashopja nằm cách Bakhmut khoảng 9,6 km về phía tây, với dân số khoảng 12.250 người, vào thời điểm trước khi Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine hiện còn khoảng 1.500 người đang sinh sống tại thành phố này. Quân đội Nga đã nhiều lần dội hỏa lực pháo binh và tiến hành không kích vào Chashovia. Thành phố Chashovia đóng vai trò là vị trí tập hợp lại cho các đơn vị Ukraine chiến đấu xung quanh Bakhmut. Chashovia cũng là nơi thiết lập vị trí khai hỏa chủ chốt của các binh sĩ Ukraine để nhắm vào mục tiêu nga ở Bakhmut và các vùng lân cận. Ông Sisky cho biết các lực lượng nga cũng đang tấn công theo hướng Kupyansk tại biên giới của tỉnh Kharkov và tỉnh Lugan để nhằm vào thành phố Kupyansk. Ngoài ra, các đơn vị của Nga đang tập hợp lại theo hướng Liman. Các cuộc không kích liên tục của Nga đã đặt ra câu hỏi về hiệu quả các lệnh trừng phạt phương Tây nhắm vào nước này với mục đích làm suy yếu các kế hoạch quân sự cũng như hạn chế mức độ sản xuất vũ khí của Moscow. Trong một vài ngày qua, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn vào Ukraine. Cuộc tấn công ngày 29 tháng 12 được các quan chức Ukraine miêu tả là cuộc không kích nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột nổ ra với 159 tên lửa và UAV. Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Nga đã phóng tổng cộng 500 tên lửa và UAV vào nước này. Số lượng vũ khí được sử dụng phù hợp với cảnh báo từ các quan chức Ukraine rằng Nga đã tích lũy vũ khí cho các cuộc tấn công trên không lớn hơn và đặt ra câu hỏi về cả kho dự trữ lẫn khả năng sản xuất của nước này. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW nhận định trong khi Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm áp đảo phòng không Ukraine và làm suy yếu tinh thần chiến đấu của nước này, thì dự trữ tên lửa và UAV cũng như tốc độ sản xuất hiện tại không cho phép Nga tiến hành tấn công tên lửa quy mô lớn thường xuyên, nhưng có thể cho phép các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được thực hiện liên tục hơn. Sau những cuộc tấn công gần đây nhất, có vẻ như Nga đang sử dụng tên lửa nhanh hơn khả năng thay thế chúng. Cũng theo ISVK, những báo cáo mới cho thấy, Nga đã và tiếp tục đầu tư lớn vào khả năng sản xuất tên lửa, mặc dù lệnh trừng phạt phương Tây từng tác động phần nào đến ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, nhưng có vẻ hiệu ứng ban đầu đã mất đi. Jack Uyên một chuyên gia về chiến tranh trên bộ, tại Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh, Rusi cho hay, hiện nay họ sản xuất được hơn 100 tên lửa một tháng, và điều này được bổ sung bởi số lượng lớn máy bay không người lái, gây ràn hài. Justin Brock, một chuyên gia tại Rusi, gần đây cũng đưa ra đánh giá tương tự, cho rằng Nga đã dịch chuyển sang kinh tế thời chiến. Việc Nga đầu tư vào sản xuất đạn dược đã khiến các quan chức Ukraine lo ngại, đặc biệt giữa bối cảnh cuộc tranh luận ở phương Tây về các gói hỗ trợ tương lai dẫn đến những căng thẳng về phòng thủ, vũ khí và nguồn lực hiện tại. Một chuyên gia nhận định với Business Insider rằng Nga có lẽ đang cố gắng làm cạn kiệt hệ thống phòng không khi việc bổ sung của Kiev bị đe dọa. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với The Economist đăng tải ngày 1 tháng 1 năm 2024, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng phương Tây mất đi sự khẩn cấp trong việc hỗ trợ Ukraine Điều này sẽ khiến cho lực lượng của họ dễ bị tổn thương khi Nga tiến hành các chiến dịch trên không và trên bộ mới. Các cuộc không kích ngày 29 tháng 12 năm 2023 và mùng 2 tháng 1 năm 2024 ngày càng làm gia tăng thêm mối lo ngại của Tổng thống Zelensky. Các mục tiêu ở Ukraine chủ yếu được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp, từng thành công bắn hạ các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Khi Nga tiếp tục không kích, nước này sẽ tìm kiếm những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và những lỗ hổng đó có thể trở nên rõ ràng nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây trong tương lai. Những cuộc tấn công gần đây của Nga, như Bộ Quốc phòng Anh cho hay, trong một cập nhật tình báo ngày 3 tháng 1 đã cho thấy sự dịch chuyển về chiến lược. Bộ này đánh giá, Nga đã đảm bảo một tỷ lệ đáng kể trong kho tên lửa hành trình phóng từ trên không và tên lửa đạn đạo mà họ đã xây dựng trong những tháng gần đây, nhưng cũng lưu ý rằng các mục tiêu đã thay đổi. Thưa quý vị, các cuộc oanh tạc gần đây của Nga và một loạt thành phố Ukraine hiện đã làm dấy lên một xu hướng mới đáng lo ngại đối với Kiev. Đó là ngày càng có nhiều máy bay không người lái cảm tử của Nga xâm nhập hoặc né tránh thành công hệ thống phòng không của Ukraine. Các cuộc oanh tạc gần đây của Nga và một loạt thành phố Ukraine đã làm dấy lên một xu hướng mới đáng lo ngại đối với Kiev. Đó là ngày càng có nhiều máy bay không người lái cảm tử của Nga xâm nhập hoặc né tránh thành công hệ thống phòng không của Ukraine. Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine trong tuần qua, bắt đầu từ đêm ngày 29 tháng 12 năm 2023 và tiếp tục kéo dài đến đầu ngày 2 tháng 1 năm 2024. Ukraine đã đáp trả bằng việc tấn công thành phố biên giới Belgorod của Nga hôm 30 tháng 12 năm 2023. Theo giới phân tích, những cuộc tấn công chớp nhoáng của Nga nhằm mục đích đánh sập cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế nước này và làm xói mòn ý chí của quân đội đối phương. Alexander Merekko, một thành viên Quốc hội Ukraine cho biết, trong một cuộc xung đột tiêu hào, vấn đề cốt yếu là bên nào sẽ chống chịu tốt hơn. Ukraine sẵn sàng chiến đấu trong nhiều năm vì chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Ukraine đã sử dụng kho vũ khí phòng không đa dạng của nước này do phương Tây cung cấp để bắn hạ các loại đạn dược, UAV và tên lửa của Nga. Nhưng Moscow cũng đang điều chỉnh chiến thuật để các cuộc tấn công đạt hiệu quả cao hơn. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington cho biết có sự gia tăng đáng kể tỷ lệ máy bay không người lái xa hết do Iran sản xuất, xuyên thủng hoặc né tránh hệ thống phòng không của Ukraine. Theo ISVK, trong các cuộc tấn công vào các ngày 30 và 31 tháng 12, Nga đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các cơ sở dân sự, quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine ở các tỉnh Kharkov, Kherson, Mykolaiv và Zaporizhia. Trong số 49 máy bay không người lái xa hết mà Moscow sử dụng không quân Ukraine chỉ bắn rơi được 21 chiếc. ISW lưu ý, tỷ lệ đánh chặn của lực lượng phòng không Ukraine thấp hơn đáng kể so với trước đây. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, ông Iri Inat cho rằng, sở dĩ tỷ lệ đánh chặn thấp hơn dự kiến là do có sự thay đổi trong chiến lược máy bay không người lái của Nga. Theo các blogger quân sự của Nga, Moscow đang thực hiện một loạt biện pháp khiến máy bay không người lái của họ hoạt động hiệu quả hơn. Chẳng hạn, phiên bản mới của UAV Sahet được biết đến với tên gọi uranium, được sơn màu đen và một số thậm chí còn được trang bị động cơ phản lực. Bên cạnh đó, chúng được làm bằng vật liệu hấp thụ một phần tín hiệu vô tuyến, khiến radar khó phát hiện hơn. Điều này khiến các đội săn máy bay không người lái của Ukraine ngày càng gặp nhiều thách thức hơn. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời ông Yuri Inat nêu rõ, nga đã sử dụng vật liệu carbon, vật liệu hấp thụ tín hiệu radar và thay đổi màu sơn. Điều này sẽ làm phức tạp công việc của lực lượng phòng không, đặc biệt gây khó khăn cho quá trình quan sát của các nhóm hỏa lực cơ động. Sự thay đổi chiến thuật của Nga đã dẫn đến sự thay đổi luật chơi. Ông Inat cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra đến ngày 31 tháng 12, Nga đã phóng khoảng 3.700 máy bay không người lái cảm tử vào Ukraine. Trong đó, lực lượng phòng thủ Ukraine đã bắn hạ khoảng 2.900 chiếc. ISV lưu ý, vẫn chưa rõ liệu tỷ lệ đánh chặn của Ukraine có tiếp tục giảm hay không. Nga được cho là đã triển khai cả UAV góc nhìn thứ nhất, FPV và UAV tự sát nhắm vào các thành phố lớn của Ukraine chủ yếu tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu quân sự. Chẳng hạn, trong cuộc tấn công thành phố Odessa thời gian gần đây, Moscow đã sử dụng 44 máy bay không người lái. Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 34 chiếc, nhưng những chiếc còn lại đã phá hủy nhiều cơ sở năng lượng, khiến Ukraine mất điện trong nhiều ngày. Ngoài việc sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất FPV và UAV tự sát khiến tiền tuyến trở thành cơn ác mộng với đối phương, Nga cũng cố gắng áp đảo lực lượng phòng không Ukraine bằng các cuộc tấn công liên tục bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Cuộc xung đột tại Ukraine được định hình bằng mối đe dọa thường trực từ máy bay không người lái, khi quân đội hai nước đều tận dụng tiềm năng chiến lược và tính sát thương của chúng. Nga và Ukraine không chỉ sử dụng máy bay không người lái quân sự như R-18 hay Shahed, mà còn sử dụng máy bay không người lái thương mại. Bên cạnh những chiếc UAV giá rẻ và dễ lắp ráp, chẳng hạn như DJI Mavic của Trung Quốc, cả Nga và Ukraine cũng sử dụng những UAV có chất lượng cao, được tích hợp bom và nhiều loại chất nổ. Trong tất cả các loại máy bay không người lái, UAV FPV được cho là lợi hại hơn cả. Nhưng việc vận hành đòi hỏi các binh sĩ phải thành thạo rất nhiều kỹ năng. Chúng được sử dụng để thực hiện những thao tác thực sự đáng kinh ngạc. Chúng có thể tiêu diệt những hệ thống được bảo vệ tốt và kiên cố như xe tăng, bay vòng quanh thân xe để tìm ra điểm dễ bị tấn công nhất và tạo ra lực sát thương tối đa. Đối với một số trường hợp, việc sử dụng một máy bay không người lái đơn lẻ không hiệu quả. Khi đó, các đơn vị vận hành có thể triển khai một loạt UAV để săn lùng mục tiêu, truy đuổi binh sĩ đối phương tiêu diệt xe tăng hoặc xe chiến đấu bọc thép. Stacy Pettijohn, chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mỹ mới lưu ý, UAV đang định hình sự nhận thức mới về cuộc xung đột và các video trên chiến trường có thể cung cấp cho người xem bức tranh toàn cảnh về quá trình hoạt động của chúng. Tất nhiên, chúng không thể đại diện cho những gì đang diễn ra rộng rãi trong quá trình chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã vô hiệu hóa 3 bệ phóng MLRS bao gồm 2 bệ phóng HIMARS và 1 bệ phóng Ander gần Selidovo, khu vực Donetsk, và Glubokoye, khu vực Kharkov. Military Informant, kênh Telegram chuyên cung cấp thông tin quân sự của Nga, đã đăng một đoạn video được cho là một hệ thống HIMARS hứng đạn chùm của Nga gần Konstantinovka, cũng ở Donetsk, ngay sau khi nó vừa bắn một loạt đạn. Bệ phóng được cho là đã bị phá hủy, mặc dù đoạn video không cho thấy rõ cuộc tấn công bằng đạn chùm đã đánh trúng mục tiêu. Dù vậy, kênh Eurasian Times cho rằng Nga đã có thể tấn công hệ thống HIMARS trước khi kíp vận hành có thời gian rút hoàn toàn khỏi khu vực phóng. Bản thân điều này cũng đã là một thành tích quan trọng do việc tấn công một hệ thống HIMARS không phải dễ dàng. HIMARS được tối ưu hóa cho việc bắn và chạy. Phương tiện bánh lốp mang theo một bệ phóng duy nhất với 6 tên lửa GMLRS, hệ thống tên lửa phóng loạt có dẫn đường với tầm bắn tối đa khoảng 90 km. Tên lửa của HIMARS có độ chính xác cao, có thể tấn công các mục tiêu có giá trị đằng sau chiến tuyến của đối phương 40 km ngay cả khi được phóng từ một điểm an toàn cách tiền tuyến 50 km, nằm ngoài tầm bắn của hầu hết các UAV cảm tử và hệ thống pháo phản lực phóng loạt của Nga. Thời gian để HIMARS bắn tất cả các tên lửa của nó được giữ bí mật và có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tên lửa được sử dụng, trình tự bắn và quy trình vận hành của kíp chiến đấu. Điều có thể chắc chắn là thời gian phóng tất cả tên lửa và chạy khỏi điểm khai hỏa nhỏ hơn tổng thời gian bay tới mục tiêu của tên lửa GMLRS, thời gian mà radar định vị vũ khí vklr xử lý quỹ đạo của tên lửa và chuyển tiếp tọa độ của hệ thống HIMARS tới MLRS phản pháo và thời gian bay tới mục tiêu HIMARS của tên lửa phản pháo. Trong khi đó, pháo cuồng phong Tornado S MLRS của Nga có khả năng phóng tên lửa dẫn đường với đầu đạn đơn hoặc đạn chùm, tầm bắn hơn 100 km. Tuy nhiên, trong trường hợp phản pháo, vào thời điểm tên lửa Tornado S đến điểm phóng, HIMARS đã chạy đến nơi an toàn. Đoạn video được kênh Telegram Military Informant đăng tải cho thấy tên lửa phản pháo đã đến điểm phóng của Himayet trước khi nó chạy đi. Một cách giải thích hợp lý là tên lửa phản pháo đã được bắn trước khi tên lửa Himayet đến được mục tiêu, làm giảm đáng kể thời gian phản ứng và cắt đứt đường thoát của Himayet. Trong trường hợp như vậy, câu hỏi sẽ là làm thế nào Nga xác định được điểm phóng mà không sử dụng radar định vị vũ khí? VKLR vốn tính toán điểm phóng gần đúng bằng cách vẽ sơ đồ quỹ đạo của tên lửa. Rất có khả năng, chùm tên lửa GMLRS đã bị hệ thống trinh sát của Nga phát hiện và tọa độ phóng chính xác ngay lập tức được truyền tới khẩu độ phản pháo MLRS. Nếu Nga hiện đã có phương tiện để phát hiện chùm tên lửa GMLRS, điều này sẽ tác động không nhỏ tới cục diện tương lai của xung đột Nga-Ukraine. Lực lượng Nga có một số hệ thống trên không có khả năng phát hiện các vụ phóng tên lửa của HIMARS và truyền tín hiệu cho các hệ thống phản pháo trên mặt đất. Chúng bao gồm máy bay trinh sát Tu-214R, máy bay không người lái Orion Mail và chùm vệ tinh EKS Coupon. Tu 214R được trang bị radar AESA thế hệ mới và hệ thống quang điện tử có độ phân giải cao để phát hiện các mục tiêu mặt đất. Hệ thống quang điện tử của nó được cho là có khả năng nhận dạng mục tiêu. Tu 214R đã được triển khai trong kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine vào tháng 9 năm 2022. Ban đầu Nga có số lượng tương đối hạn chế loại máy bay này, nhưng có thể số lượng Tu 214R sẵn sàng triển khai đã tăng lên. Máy bay không người lái Orion Mail của Nga là một nền tảng trinh sát quang học và radar có năng lực. Nga đã không lãng phí nền tảng này cho các cuộc tấn công vũ trang, khiến nó dễ bị hệ thống phòng không của Ukraine phát hiện. Eurasian Times cho rằng, Nga hiện đã có đủ UAV Orion để thực hiện giám sát mặt trận 24 trên 7, nhìn sâu vào lãnh thổ Ukraine trong khi vẫn ở ngoài phạm vi phát hiện và theo dõi của các hệ thống phòng không Ukraine. UAV Orion có khả năng hoạt động liên tục 24 giờ và bay ở độ cao khoảng 6.000 mét. Hệ thống cảnh báo sớm vụ phóng tên lửa đạn đạo EKS Coupon Dome của Nga có khả năng phát hiện chùm tên lửa GMLRS khi chúng được phóng đi. Hệ thống Coupon hiện có 6 vệ tinh Tundra được trang bị cảm biến IRS có độ nhạy cao trên quỹ đạo Molinia. Coupon dự kiến sẽ được bổ sung thêm từ 3 đến 4 vệ tinh, có thể duy trì cảnh giác 24 giờ với các vụ phóng tên lửa. Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ bằng cách nào Nga phát hiện các vụ phóng tên lửa GMLRS từ hệ thống HIMARS nhưng rõ ràng Nga đã có khả năng phát hiện những vụ phóng như vậy chính xác hơn so với việc sử dụng radar định vị vũ khí VKLR và khả năng này sẽ được cải thiện trong tương lai. Tuy nhiên, như có thể thấy trong video phản pháo, vẫn còn những thách thức trong việc vô hiệu hóa một hệ thống HIMARS đang tấn công. Quan trọng hơn cả là độ chính xác hạn chế của hỏa lực phản pháo. Tên lửa phản pháo với độ chính xác 10 m vẫn chưa đủ để vô hiệu hóa HIMARS một cách chắc chắn. Ngay cả việc sử dụng đạn chùm cũng không thể đảm bảo khả năng phá hủy mục tiêu thiết bị dẫn đường đầu cuối của tên lửa sẽ là yếu tố cần thiết để đảm bảo khả năng tiêu diệt mục tiêu. Tuy nhiên, mối đe dọa ngày càng tăng mà các hệ thống HIMARS được triển khai phía sau phòng tuyến của Ukraine phải đối mặt hiện nay là đủ để Kiev hạn chế sử dụng chúng. Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh trong một tuyên bố, sáng nay, mùng 3 tháng 1, một nỗ lực khác của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào các cơ sở trên lãnh thổ Liên bang Nga bằng cách sử dụng hệ thống tên lửa Okha và Tokau đã thất bại. 6 tên lửa thuộc hệ thống Tokau và 6 tên lửa thuộc hệ thống Olkha đã bị phá hủy ở tỉnh Bengorod. RT dẫn lại thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, vùng Bengorod tiếp giáp biên giới Ukraine tiếp tục hứng chịu cuộc tấn công mới từ Ukraine vào sáng ngày 3 tháng 1. Ukraine đã thực hiện cuộc tập kích pháo binh khác vào lãnh thổ Nga ở vùng Bengorod bằng các hệ thống tên lửa đạn đạo Tokau và rocket hạng nặng Olkha. Tất cả chúng đều đã bị đánh chặn, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Theo một số nhân chứng địa phương, họ nhìn thấy các vụ nổ lớn trên bầu trời Bengorod từ sáng sớm ngày 3 tháng 1. Trước đó cùng ngày, lực lượng Ukraine phóng 17 tên lửa Olkha về phía vùng Bengorod trong 3 cuộc tấn công khác nhau. Thống đốc Bengorod Vyacheslav Gladkov viết trên kênh Telegram, thường dân đã thiệt mạng và hai người bị thương do các mảnh vỡ rơi xuống khi rocket bị bắn hạ. Tochka-U là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn được thiết kế để tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu quan trọng trong đội hình chiến đấu của đối phương như phương tiện tấn công hạt nhân, vị trí phóng tên lửa, sân bay, sở chỉ huy, đơn vị phòng không, khẩu đội pháo và các mục tiêu cỡ nhỏ khác. Tốc u có tầm bắn lên tới 120 km. Vận tốc bay của đạn tên lửa tochka có thể đạt đến Mach 5.3, tương đương 6.500 km một giờ. Bộ Quốc phòng Nga cũng ước tính lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 32 máy bay không người lái của Ukraine trên các khu vực Bryansk, Orion, Kost và Moscow vào đêm ngày 1 tháng 1 và sáng ngày 2 tháng 1 ngày 30 tháng 12 năm 2023, thành phố Belgorod của Nga lần đầu tiên bị Ukraine pháo kích dữ dội bằng đạn chùm, khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Kyiv mô tả cuộc tấn công là sự trả đũa cuộc tấn công trước đó của Nga nhằm vào các thành phố lớn của Ukraine, bao gồm cả Kiev. Theo một nguồn an ninh giấu tên của Nga, vụ pháo kích ngày 30 tháng 12 năm 2023 được đích thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh. Moscow cũng tuyên bố rằng anh và Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của thường dân Nga ở Belgorod. Ukraine và Nga kể từ cuối tuần trước đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau hàng ngày. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 1 thông báo rằng các cuộc tấn công tên lửa của họ đã phá hủy một số cơ sở công nghiệp quân sự, cơ sở sửa chữa và kho đạn dược của quân đội Ukraine. Trong khi đó, Kiev tuyên bố rằng hầu hết các quả đạn đều bắn trúng cơ sở hạ tầng dân sự và các khu trung cư, khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Theo báo Strana, trong lúc xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink ngày 2 tháng 1 nói rằng Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tự quyết định cách sử dụng rocket thuộc hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS do Washington cung cấp. Bà Brink nhấn mạnh Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine sẽ độc lập quyết định về phạm vi tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng rocket HIMARS mà Mỹ dự định cung cấp trong tương lai gần. Mỹ bắt đầu cung cấp hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS cho Ukraine từ tháng 6 năm 2022 hệ thống này có tầm bắn gấp đôi các vũ khí mà Kiev từng sử dụng trước đó. Ông Ian Williams, phó giám đốc dự án phòng thủ tên lửa của CSIS cho biết, HIMARS là một trong những hệ thống pháo binh tiên tiến nhất trên thế giới. Tầm bắn của nó xa hơn bất cứ loại vũ khí tương tự nào mà Ukraine có. Vì thế, khi được chuyển giao, chúng đã giúp Kiev tấn công sâu hơn vào sau phòng tuyến của Nga với độ chính xác cao hơn. HIMARS đóng vai trò thiết yếu trong việc phòng thủ cũng như tấn công của Ukraine và phát huy hiệu quả nhất khi tấn công vào các mục tiêu cố định như cơ sở hạ tầng. Hôm 3 tháng 1, Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NSPA của NATO cho biết sẽ hỗ trợ việc mua tên lửa của Liên minh các nước gồm Đức, Romania, Hà Lan và Tây Ban Nha. Theo NSPA, thỏa thuận này sẽ thúc đẩy châu Âu tăng cường sản xuất tên lửa Patriot do Mỹ thiết kế, giúp các thành viên NATO bổ sung kho vũ khí khi tiếp tục tài trợ vũ khí cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, khoản đầu tư này cho thấy sức mạnh của hợp tác quốc phòng xuyên đại Tây Dương và cam kết của NATO trong việc đảm bảo an toàn cho người dân của liên minh. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào dân thường, thành phố và thị trấn của Ukraine cho thấy hệ thống phòng không hiện đại quan trọng như thế nào. Tăng cường sản xuất đạn dược là chìa khóa cho an ninh của Ukraine và của NATO. NSPA trao hợp đồng trị giá 5,5 tỷ đô la Mỹ cho Comlock, một liên doanh giữa nhà thầu quốc phòng Mỹ Raytheon và MBDA của Đức để chế tạo tên lửa mới. NSPA cho biết quy mô lớn của đơn đặt hàng hợp nhất sẽ củng cố việc thành lập dây chuyền sản xuất Patriot mới ở Đức. Châu Âu sẽ tự sản xuất 1.000 tên lửa phòng không Patriot. Điều này cho thấy sự hợp tác của châu Âu sẽ dẫn tới thành công vững chắc. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kasa Olongren viết trên mạng xã hội, mỗi tên lửa Patriot có giá khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Theo NATO, thỏa thuận mua 1.000 tên lửa Patriot còn bao gồm các yếu tố khác như thiết bị thử nghiệm và phụ tùng thay thế để bảo trì trong tương lai. NATO không đưa ra thông tin cụ thể về tiến trình xây dựng cơ sở sản xuất mới hoặc cung cấp tên lửa mới. Giám đốc điều hành MBDA, Thomas Goethje cho biết, thỏa thuận này giúp tăng cường khả năng công nghiệp và quân sự ở châu Âu. Vị này nói, khối lượng đặt hàng cho phép MBDA thiết lập dây chuyền sản xuất tên lửa Patriot ở Đức và sản xuất các bộ phận phụ quan trọng. Nga gần đây tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu công nghiệp quân sự ở khu vực Kiev và các thành phố khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc không kích của Moscow sẽ được tăng tốc để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Belgorod của Nga. Tuy nhiên, ông Putin lưu ý, không giống như cuộc tấn công nhằm vào dân thường của Kiev, các cuộc tấn công của Nga sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng và tài sản quân sự của Ukraine. Theo RT, Ukraine đã yêu cầu bổ sung thêm tên lửa Patriot, bất chấp hệ thống phòng không Mỹ bất lực trong việc bắn hạ tên lửa hành trình siêu thanh KH-22 và KH-32 của Nga. Kiev sử dụng các hệ thống Patriot do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, trái với cam kết chỉ triển khai chúng để phòng thủ ở Ukraine. Patriot là tên lửa phòng không do nhà thầu Mỹ Raytheon sản xuất và được quân đội Mỹ biên chế từ năm 1981. Biến thể Patriot Park 2 có thể bắn trúng mục tiêu cách hơn 96 km và bay cao hơn 32 km. Phiên bản mới nhất trong dòng Patriot là Park 3, có khả năng tiêu diệt các mối đe dọa trên không như tiêm kích, máy bay không người lái UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Patriot là hệ thống tên lửa đất đối không và là một trong những hệ thống phòng không tinh vi nhất của quân đội Mỹ. Trong đó, Patriot Advanced Capability 3 Park 3 – là hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đang được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai như một phần trong chiến lược phòng thủ. Hệ thống Patriot bao gồm bệ phóng, trạm điều khiển và mang theo tối đa 16 tên lửa. Bệ phóng có thể được vận chuyển bằng xe tải, xe kéo và có thể được vận hành bởi một kíp gồm 3 người. Ở thời điểm hiện tại, tên lửa Park 3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống đánh chặn Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm, diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu. Tên lửa Park-3 MSE có chiều dài 5,21m, có trọng lượng 312kg, được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể tiêu diệt tên lửa đang bay tới ở độ cao 40km với tốc độ bay đạt Mach 5. Cho đến nay, quân đội Ukraine không tiết lộ phiên bản nào của hệ thống tên lửa Patriot mà họ nhận được. Các quan chức Nga nhiều lần cảnh báo việc vận chuyển vũ khí của phương Tây sẽ chỉ kéo dài cuộc chiến ở Ukraine và dẫn đến nhiều thương vong hơn trong khi không làm thay đổi kết quả xung đột. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý của cuộc xung đột Israel-Hamas, Thưa quý vị, truyền thông Israel đưa tin, giới chức Israel đang tổ chức các cuộc thảo luận bí mật với Cộng hòa Dân chủ Congo và những quốc gia châu Phi khác về kế hoạch tái định cư cho hàng nghìn người di cư Palestine từ Gaza. Truyền thông Israel đưa tin, giới chức Israel đang tổ chức các cuộc thảo luận bí mật với Cộng hòa Dân chủ Congo và những quốc gia châu Phi khác về kế hoạch tái định cư cho hàng nghìn người di cư Palestine từ Gaza. Tờ Times ở Israel dẫn nguồn cho biết, các kế hoạch tái định cư tự nguyện cho người dân từ Gaza đến Cộng hòa dân chủ Congo đang dần dần trở thành chính sách quan trọng của chính phủ thủ tướng Benjamin Netanyahu. Israel đã tổ chức các cuộc đàm phán với một số nước châu Phi để xác định xem liệu các nước này có chấp nhận người di cư từ Gaza hay không. Nguồn tin Times of Israel cho hay, Cộng hòa dân chủ Congo sẽ sẵn sàng tiếp nhận người di cư và chúng tôi đang đàm phán với những nước khác. Trước đó thủ tướng Netanyahu cho biết ông đang tiến hành các kế hoạch di cư của người dân Gaza. Song nhấn mạnh, vấn đề quan trọng là tìm kiếm các quốc gia sẵn sàng tiếp nhận người dân Gaza. Theo báo cáo của chương trình Lương thực Thế giới, Cộng hòa Dân chủ Congo có mức độ nghèo đói và bất bình đẳng cao, kết hợp với tình trạng xung đột và bất ổn khu vực tái diễn. Tổ chức này cho biết, khoảng 52,5% trong số 5,5 triệu dân số nước này sống dưới mức nghèo khổ. Ngoài ra, ông Ben Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel cũng kêu gọi thúc đẩy một giải pháp khuyến khích sự di cư của người Palestine khỏi Gaza. Ông lập luận rằng sự ra đi của người Palestine và việc tái lập các khu định cư người Israel ở Gaza là một giải pháp đúng đắn, công bằng, đạo đức và nhân đạo. Ông Gvya có phát ngôn như trên một ngày sau khi bộ trưởng tài chính Israel, Bezalel Smotrich, cũng kêu gọi sự trở lại của những người định cư Israel ở Gaza, đồng thời cho rằng Israel nên khuyến khích khoảng 2,4 triệu người Palestine rời khỏi vùng đất này. Tuy nhiên, Washington bác những tuyên bố vô trách nhiệm từ các quan chức Israel về kế hoạch tái định cư được đề xuất. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, Matthew Miller cho biết, Mỹ bác những tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Tài chính Israel, Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, Itamar Ben-Gvir trong việc ủng hộ việc tái định cư của người Palestine bên ngoài Gaza. Đây là những lời lẽ mang tính kích động và vô trách nhiệm. Bộ trưởng Tài chính Israel, Bezalel Smotrich bác phản đối của Washington cho rằng khoảng 70% người Israel ủng hộ đề xuất này vì 2 triệu người ở Gaza thức dậy mỗi sáng với mong muốn loại bỏ nhà nước Israel. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu trước đây tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir không đại diện cho chính sách chính thức của chính phủ Israel về cuộc xung đột ở Gaza. Mặt khác, Bộ trưởng Tình báo Israel, bà Gila Gamliel cho rằng kế hoạch này sẽ cần thiết do các điều kiện thời hậu chiến ở Gaza khi xung đột lắng xuống. Bà nói và bày tỏ hy vọng 60% đất nông nghiệp của Gaza sẽ được chuyển thành vùng đệm an ninh. Khi xung đột kết thúc, quyền cai trị của Hamas sẽ sụp đổ, dân chúng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Trong khi đó, tổng thống Ai Cập, Abdel Fattah el-Sisi, tái khẳng định nước này bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm ép buộc người Palestine phải di rời, đồng thời kêu gọi những nỗ lực nghiêm túc nhằm thành lập một nhà nước Palestine độc lập theo các nghị quyết quốc tế. Tổng thống el-Sisi cũng khẳng định việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập là con đường duy nhất để thúc đẩy sự ổn định trong khu vực. Ông NCC nêu rõ, cách duy nhất để đạt được an ninh và ổn định bền vững trong khu vực là một giải pháp dựa trên công lý, đảm bảo an ninh thực sự cho tất cả các dân tộc trong khu vực và xoa dịu các cuộc khủng hoảng và chiến tranh. Tổng thống NCC khẳng định, ưu tiên hàng đầu hiện nay là đạt được lệnh ngừng bắn, bảo vệ dân thường và đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo không bị cản trở để giảm bớt đau khổ cho người dân Gaza. Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng cảnh báo không nên để xung đột lan rộng trong khu vực vì những hậu quả nghiêm trọng mà sự gia tăng bạo lực sẽ gây ra đối với hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế xung đột israel hamas có nguy cơ gia tăng căng thẳng trong những ngày tới bất chấp việc dân thường tại gaza đang là nạn nhân của một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ hiện gaza đang chứng kiến những cảnh di tản quần quanh của người dân dưới làn đạn không lệnh ngừng bắn dưới cái lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông cùng sự thiếu thốn đủ đường về lương thực và thuốc men theo nhận định của chương trình lương thực thế giới wfp tất cả người dân gaza đang bị đói và mỗi ngày với họ đều là những cuộc tìm kiếm để sinh tồn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Yoav Galan tái khẳng định các chiến dịch quân sự tại Gaza sẽ tiếp tục kéo dài mặc dù nước này đang rút một phần quân từ Gaza về nước. Ông khẳng định nước này sẽ hoàn thành mục tiêu không để Hamas còn khả năng kiểm soát giải Gaza. Sau vụ không kích của quân đội Israel vào Liban khiến một lãnh đạo cấp cao phong trào hồi giáo Hamas thiệt mạng, thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Liban ông Hassan Nasrallah khẳng định. Hezbollah đã hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc đối đầu không giới hạn, phi luật lệ và bất quy tắc nếu Israel liều lĩnh phát động chiến tranh chống Liban. Theo người đứng đầu Hezbollah, lực lượng này có đủ khả năng khiến Israel phải trả giá đắt, thậm chí bị hủy diệt nếu giao tranh nổ ra. Lời cảnh báo của người đứng đầu Hezbollah đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh ác liệt qua biên giới được ghi nhận diễn ra hàng ngày giữa quân đội Israel và Hezbollah kể từ ngày 8 tháng 10, tức chỉ một ngày sau khi Israel phát động chiến dịch tấn công vào giải Gaza nhằm loại bỏ Hamas. Theo thống kê chưa đầy đủ, các cuộc giao tranh kéo dài gần 3 tháng qua giữa hai bên đã khiến gần 200 người thuộc cả hai phía thiệt mạng. Làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột toàn diện tương tự như cuộc đối đầu khốc liệt mùa hè năm 2006 khiến hàng nghìn người thương vong. Trước đó, phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas thông báo Israel đã ám sát ba quan chức cấp cao của tổ chức này trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một tòa nhà ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Hamas cho biết ông Shalei Al-Arouri, phó chủ tịch văn phòng chính trị của tổ chức này, cùng hai thủ lĩnh của lữ đoàn Al-Qasam, cánh quân sự của Hamas, đã thiệt mạng sau vụ tấn công trên. Một thành viên của văn phòng chính trị Hamas đã lên án đây là vụ ám sát hèn nhát nhằm vào các nhà lãnh đạo và biểu tượng của người dân Palestine ở trong và ngoài đất nước, đồng thời khẳng định những hành động này sẽ không thể làm suy giảm ý chí và sự kiên định của người Palestine. Về phần mình, Thủ tướng tạm quyền Liban, Najib Mikati cho rằng vụ tấn công ở vùng ngoại ô phía nam Beirut là tội ác của Israel nhằm đưa Liban vào một giai đoạn đối đầu mới sau các cuộc tấn công đang diễn ra hàng ngày ở miền Nam, dẫn đến một số lượng lớn người thiệt mạng và bị thương. Trong khi đó, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, Gilad Edan, đã chúc mừng quân đội Israel, các cơ quan và an ninh tình báo nước này liên quan vụ ám sát thủ lĩnh cấp cao al Arori của phong trào Hamas. Ngược lại, văn phòng thủ tướng Israel cho biết, thủ tướng Benjamin Netanyahu đã yêu cầu các bộ trưởng không bình luận về vấn đề này. Ông Al Arouri là quan chức cấp cao trong văn phòng chính trị của Hamas, nhưng ông cũng nổi tiếng về sự tham gia tích cực vào các vấn đề quân sự của tổ chức này. Truyền thông khu vực cảnh báo vụ ám sát ông Al Arouri, thủ lĩnh cấp cao của Hamas, có thể dẫn đến sự thay đổi tình hình trên mặt trận giữa Liban với Israel. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Givia đăng tải trên mạng xã hội X ngày 2 tháng 1 Mỹ là người bạn tốt nhất của chúng tôi, nhưng trên hết chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho nhà nước Israel. Việc di rời hàng trăm nghìn người khỏi giải Gaza sẽ cho phép cư dân Israel trở về nhà, sống an ổn, đồng thời bảo vệ được binh sĩ lực lượng phòng vệ. Bài đăng của ông Ben-Gvir xuất hiện sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích lời kêu gọi của ông về việc di chuyển người dân Palestine khỏi giải Gaza là kích động và vô trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, Gaza là đất của người Palestine và sẽ luôn như vậy. Ông Ben-Gvir nhấn mạnh, chúng tôi đánh giá cao Mỹ. Những Israel không phải một ngôi sao trên quốc kỳ Mỹ, ngụ ý Israel không phải là một bang của Mỹ. Quốc kỳ Mỹ có 50 ngôi sao, tượng trưng cho 50 bang của nước này. Trước đó, theo AFP, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay, Washington bác bỏ những tuyên bố gần đây của các bộ trưởng Israel Bezalel Smotrich và Itamar Ben-Gvir ủng hộ việc tái định cư người Palestine bên ngoài Gaza. Ông Miller nói thêm, lời lẽ này mang tính kích động và vô trách nhiệm, đồng thời nhắc lại quan điểm rõ ràng nhất quán và dứt khoát của Washington rằng Gaza là đất của người Palestine và vẫn sẽ là đất của người Palestine với việc Hamas không còn kiểm soát tương lai của vùng này và không có các nhóm khủng bố có thể đe dọa Israel. Israel đã đơn phương rút binh sĩ và người định cư cuối cùng khỏi Gaza vào năm 2005, chấm dứt sự hiện diện bên trong Gaza bắt đầu từ năm 1967 nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với biên giới của nơi này. Chính phủ Israel dưới thời thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa chính thức cho thấy họ có bất kỳ kế hoạch nào nhằm buộc người dân Palestine rời Gaza hoặc đưa những người định cư Do Thái trở lại lãnh thổ này kể từ khi cuộc xung đột Hamas Israel bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, ông ben -Jivia lại kêu gọi thúc đẩy một giải pháp khuyến khích sự di cư của người Palestine khỏi Gaza. Ông lập luận rằng sự ra đi của người Palestine và việc tái lập các khu định cư người Israel ở Gaza là một giải pháp đúng đắn, công bằng, đạo đức và nhân đạo. Xung đột Hamas-Israel bùng nổ sau khi các tay súng Hamas tấn công miền Nam Israel ngày 7 tháng 10. Phía Israel nói rằng cuộc tấn công đó đã dẫn đến cái chết của khoảng 1.140 người, chủ yếu là dân thường, và khoảng 250 con tin bị các tay súng Hamas bắt đưa đến Gaza. Israel trả đũa bằng một cuộc bắn phá không ngừng nghỉ và bao vây Gaza, tiến hành cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào ngày 27 tháng 10. Cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành thì nói rằng những cuộc ném bom không ngừng và tấn công trên bộ của Israel đã khiến ít nhất 22.185 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, theo AFP. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 1,9 triệu người dân Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột bùng nổ. Trước đó, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, các thành viên của Ủy ban Bộ trưởng Ả Rập Hồi giáo do Ngoại trưởng Ả Rập Xê Faisal Bin Fahan dẫn đầu đã khẳng định yêu cầu về việc Mỹ phải đảm nhận trách nhiệm của mình và thực hiện các biện pháp cần thiết để thúc đẩy lực lượng chiếm đóng Israel ngừng bắn ngay lập tức. Các đại diện của khối Ả Rập Hồi giáo đã nhắc lại quan điểm thống nhất về việc bác bỏ hành vi xâm phạm liên tục của lực lượng chiếm đóng Israel đối với người dân Palestine ở giải Gaza, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, bảo vệ dân thường theo quy định của luật nhân đạo quốc tế, ngăn chặn thảm kịch nhân đạo đang ngày càng trầm trọng ở giải Gaza và dỡ bỏ mọi hạn chế cản trở việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào vùng đất này. Nhóm Bộ trưởng Ả Rập Hồi giáo một lần nữa khẳng định sự cần thiết của việc tạo ra một bầu không khí chính trị thực sự dẫn đến giải pháp hai nhà nước với hiện thân của nhà nước Palestine được thành lập theo đường biên giới ngày 4 tháng 6 năm 1967 phù hợp với các nghị quyết quốc tế liên quan. Nhóm cũng bày tỏ sự phản đối việc chia cắt vấn đề Palestine và thảo luận tương lai của giải Gaza tách biệt khỏi vấn đề Palestine. Hôm mùng 3 tháng 1, lực lượng Houthi tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công vào một tàu hàng của hãng vận chuyển CMA CGM của Pháp ở Biển Đỏ để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza. Trước đó, quân đội Mỹ cho biết rằng hai tên lửa đã được lực lượng Houthi bắn vào tối hôm mùng 2 tháng 1 nhằm vào khu vực có nhiều tàu chở hàng gần eo biển chiến lược bát An Al Mandab mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào, Mỹ cũng đã điều động tàu sân bay USS Eisenhower tới khu vực. Về phần mình, Anh đã phái tàu khu trục HSM Diamond đến biển đỏ để tăng cường cho lực lượng bảo vệ hàng hải của Anh có mặt tại khu vực này. Kể từ tháng 12 năm 2023, lực lượng hầu thi tại Yemen bắt đầu tấn công các tàu liên quan đến Israel trong động thái mà lực lượng này tuyên bố là để ủng hộ người Palestine ở giải Gaza. Bất ổn gia tăng khiến nhiều hãng vận tải lớn bao gồm Mess và Hapag Lloyd phải tạm ngừng đưa tàu qua biển đỏ và kênh đảo Suez của Ai Cập và thay đổi lộ trình di chuyển theo tuyến đường dài hơn qua mũi Hà Vọng ở Nam Phi. Hầu cho biết sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi Israel dừng chiến dịch quân sự trên giải Gaza, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công các tàu chiến Mỹ nếu Hầu trở thành mục tiêu tấn công. Bên cạnh đó, tại cuộc họp đầu tiên trong năm 2024 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Vương quốc Anh, và chín quốc gia khác vừa qua đã cảnh báo nghiêm khắc về tình hình bạo lực nhắm vào các tàu thương mại qua lại trên biển đỏ. Đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Ritnu, cho rằng tình hình đến mức báo động cần có sự phản ứng của toàn cầu. Những cuộc tấn công của Houthi đã gây ra những tác động nghiêm trọng đối với an ninh hàng hải, vận chuyển và thương mại quốc tế, đồng thời làm suy yếu tình hình nhân đạo vốn mong manh ở Yemen, cản trở nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ cho hơn 21 triệu người đang gặp khó khăn. Chúng tôi cũng biết Iran đã tham gia sâu vào việc lập kế hoạch hoạt động chống lại các tàu thương mại ở Biển Đỏ, cũng như liên tục hỗ trợ và khuyến khích các hành động gây bất ổn của Houthi trong khu vực. Mối đe dọa đối với quyền và tự do hàng hải ở Biển Đỏ là một thách thức toàn cầu. Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Kazuyuki Yamasaki cho rằng, về bản chất Houthi đã cố tình gia tăng xung đột, các hoạt động bạo lực vì Hội đồng Bảo an đã kịp thời đưa ra cảnh báo cách đây một tháng, nhưng các cuộc tấn công của Houthi vẫn không giảm. Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng cũng đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan ngừng các hành động làm ảnh hưởng đến các tàu dân sự, tôn trọng và bảo vệ quyền tự do hàng hải của tất cả các quốc, quốc gia trong vùng biển đỏ. Các thành viên Hội đồng Bảo an cũng đã yêu cầu hầu thi thả Galaxy Leader, một tàu chở hàng do Nhật Bản điều hành có liên kết với một công ty của Israel cùng thủy thủ đoàn bị bắt giữ. Phiến quân Houthi sau đó cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào một tàu container đang trên đường hướng tới Israel. Các cuộc tấn công vào tàu bè ở Biển Đỏ tiếp tục đẩy giá cước vận tải đường biển lên cao, gây ra cảnh báo về lạm phát và hàng hóa bị giao chậm. Các hãng vận tải đã chuyển hướng số hàng hóa thương mại trị giá hơn 200 tỷ đô la Mỹ trong vài tuần qua khỏi tuyến đường thương mại quan trọng ở Trung Đông. Điều này đã tác động nhiều mặt cho thương mại toàn cầu, giá cước vận chuyển tăng hàng ngày, phụ phí bổ sung, thời gian vận chuyển dài hơn và nguy cơ các sản phẩm mùa xuân và mùa hè sẽ bị trễ do phải đi đường vòng quanh mũi Hảo Vọng của Nam Phi, thời gian di chuyển dài hơn có thể làm trì hoãn việc giao hàng hóa mùa xuân phục vụ Tết Nguyên đán ở nhiều nước châu Á diễn ra vào tháng 2 tới. Theo các chuyên gia, áp lực chuỗi cung ứng là một phần nguyên nhân gây lạm phát trong năm 2022 và thực trạng này có thể tái diễn nếu các vấn đề ở Biển Đỏ và Ấn Độ Dương tiếp diễn. Thưa quý vị, Mohammad Jamshidi, quan chức được Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ủy quyền về các vấn đề chính trị vừa cáo buộc Mỹ và Israel có liên quan đến vụ đánh bom két gần mộ của tướng Qasem Soleimani khiến ít nhất 103 người đã thiệt mạng. Iran cáo buộc Mỹ và Israel có liên quan đến vụ đánh bom két gần mộ của tướng Qasem Soleimani khiến ít nhất 103 người đã thiệt mạng. Mohammad Jamshidi, quan chức được Tổng thống Iran Ibrahim Raisi ủy quyền về vấn đề chính trị, đăng trên mạng xã hội hôm 3 tháng 1. Washington nói Mỹ và Israel không có vai trò gì trong vụ tấn công khủng bố ở Kerman, rõ ràng là họ liên quan. Mỹ và Israel chịu trách nhiệm về tội ác này. Phát biểu được đưa ra sau khi Mỹ bác cáo buộc rằng nước này cùng đồng minh Israel có liên quan đến vụ đánh bom kép gần nơi chôn cất tướng Qasem Soleimani tại nhà thờ Hồi giáo Sahab al-Azaman ở thành phố Kerman, Iran, khiến ít nhất 103 người đã thiệt mạng và 141 người khác bị thương trong các vụ nổ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói, Mỹ không liên quan sự việc này dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi cũng không tin Israel liên quan tới vụ nổ này. Khi được hỏi về vụ đánh bom kép ở Iran, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari nói, nước này đang tập trung vào cuộc chiến với Hamas. Theo hãng thông tấn IRNA của Iran hôm mùng 3 tháng 1 cho biết, hai vụ nổ liên tiếp đã xảy ra cách nhau 10 phút gần nơi chôn cất tướng Qasem Soleimani gần nhà thờ Hồi giáo Saheb al-Zaman ở thành phố Kerman khi hàng ngàn người tập trung để tưởng niệm 4 năm ngày ông qua đời. Chính quyền địa phương mô tả đây là hành vi đánh bom khủng bố hãng tin Tasnim của Iran cùng ngày nói rằng các quả bom đã được giấu trong hai chiếc túi đặt ngay bên ngoài lối ra vào Nghĩa Trang, nơi ông Soleimani được chôn cất. Chúng có thể đã được kích nổ bằng thiết bị từ xa. Ngay sau đó, theo những bức hình vệ tinh vừa được công ty công nghệ Max Technologies công bố, lễ tưởng niệm tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ ở Kerman đã thu hút được đám đông khổng lồ tham gia. Rất đông người dân đi bộ dọc theo Nghĩa Trang. Trong một bức ảnh vệ tinh khác, Hàng trăm người và phương tiện có thể nhìn thấy xung quanh mộ tướng Soleimani. Hiện vẫn chưa có bên nào nhận trách nhiệm đứng sau các vụ nổ, lực lượng cứu hộ đang chăm sóc những người bị thương và sơ tán họ khỏi khu vực hiện trường. Tuy nhiên, công tác này gặp nhiều khó khăn do mọi ngả đường dẫn đến khu vực này đều đang bị phong tỏa. Tướng Soleimani, chỉ huy đặc nhiệm Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thiệt mạng hôm 3 tháng 1 năm 2020 trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái do Mỹ tiến hành gần sân bay quốc tế Baghdad, Iraq khi ông tới đó công tác. Ông Soleimani là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Iran và Trung Đông khi ông còn sống. Mỹ lý giải việc hạ sát ông là để ngăn chặn nguy cơ Iran tiến hành tấn công nhằm vào người Mỹ. Cái chết của tướng Soleimani khiến quan hệ Mỹ và Iran căng thẳng cao độ. Tehran sau đó đã không kích vào căn cứ Mỹ ở Iraq gây nhiều thiệt hại về vật chất và làm hơn 100 binh sĩ Mỹ chấn thương não, nhưng không ai thiệt mạng. Cuối năm 2023, Iran yêu cầu chính phủ Mỹ bồi thường gần 50 tỷ đô la Mỹ vì đã ám sát tướng Soleimani. Trước đó, trong một diễn biến khác, nhóm Hamas đã xác nhận việc ông Al-Aruri, phó thủ lĩnh nhóm này là một trong những người thiệt mạng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Israel vào phía nam Beirut tối ngày 2 tháng 1. Cái chết của ông Aruri là một dấu hiệu nữa cho thấy cuộc xung đột kéo dài gần 3 tháng giữa Israel và Hamas đang lan rộng khắp khu vực, sang bờ Tây, Liban và thậm chí là cả các tuyến đường vận chuyển trên Biển Đỏ. Sau cái chết của ông Aruri, phái đoàn giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban lo ngại sâu sắc về khả năng leo thang có thể gây ra hậu quả tàn khốc cho người dân ở cả hai bên biên giới. Theo ông Randa Slim, một thành viên cấp cao tại viện Trung Đông vụ sát hại ông al Aruri hôm 2 tháng 1 làm phức tạp nỗ lực của Mỹ trong ngăn chặn xung đột ở giải Gaza lan rộng. Cụ thể, kể từ những ngày đầu của cuộc chiến ở Gaza, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã đặt mục tiêu tránh mở rộng xung đột, coi đây là chính sách đối ngoại hàng đầu. Tuy nhiên, vụ sát hại ông al Aruri ở Beirut, Liban đã làm phức tạp thêm những nỗ lực đó. Ông Slim nhận định Mỹ cố gắng thể hiện không liên quan tới hành động của Israel là dấu hiệu cho thấy họ coi vụ ám sát có khả năng là một yếu tố phức tạp nữa cho các nỗ lực hòa giải giữa Israel và Liban. Theo ông Slim, chiến dịch ám sát các thủ lĩnh Hamas của Israel không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng việc giết chết ông al ở vùng ngoại ô Dahiyat của Beirut lại gây quan ngại cho lực lượng Hezbollah ở Liban vì đây là khu vực từ lâu được coi là một phần vành đai an ninh của Hezbollah. Về phần mình, ông Rami Khoury, một nhà báo và thành viên nổi tiếng tại Đại học Mỹ ở Beirut, cho rằng vụ ám sát phó thủ lĩnh Hamas sẽ chỉ là một đòn nhỏ đối với tổ chức này. Ông Al-Aruri rất được tôn trọng trong Hamas và là người có công trong việc tạo dựng mối liên kết giữa Hezbollah, Iran và Hamas. Tuy nhiên, ông Khoury cho rằng nhân vật này sẽ bị thay thế. Theo ông Khoury, mặc dù vụ ám sát là một bước leo thang, nhưng đó là điều mà các nhóm như Hamas đã lường trước. Ông nói, Hamas, Hezbollah và các nhóm tương tự đều lường trước rằng những nhân vật này có thể bị tiêu diệt. Họ biết họ phải đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ và họ rất quyết tâm, họ không sợ chết. Cá nhân tôi nghĩ rằng đây chủ yếu là một động thái của ông Netanyahu nhằm vào dư luận trong Israel cũng như nhiều đối thủ của ông và những người cho rằng ông không thể thực hiện tốt trong cuộc chiến ở Gaza hay về mặt chính trị. Theo ông Khoury, ông al là một mục tiêu dễ dàng và vụ ám sát nhằm chứng tỏ Israel thành công, nhưng lại không tác động lớn tới diễn biến các sự kiện đang xảy ra. Gần 3 tháng sau khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, người dân ở giải Gaza vẫn trên đường di tản. Nhưng giờ đây, họ đang phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt, không có nơi trú ẩn thích hợp và thiếu những điều cơ bản để sinh tồn. Trong các trại tị nạn ở Rafah, những chiếc lều được căng lên vội vàng trên nền đất pha cát nằm san sát nhau. Bên trong là những người dân Gaza, cũng giống với gần như toàn bộ 2,3 triệu người Palestine ở dài Gaza đã mất nhà cửa do các cuộc ném bom và tấn công trên bộ dữ dội mà Israel tiến hành. Họ đang lang thang vô định ngay trên chính quê hương của mình. Cô Safe Yamarov, một người Palestine như vậy cho biết, ban đầu gia đình cô ở Beit Lahia gần biên giới với Israel. Khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát vào ngày 7 tháng 10, gia đình cô lập tức di rời đến Anfakhora ở phía bắc giải Gaza. Tuy nhiên, ở Anfakhora không được bao lâu, gia đình cô Marop cùng những người tị nạn khác được cảnh báo rằng nơi trú ẩn của họ không an toàn và phải đến một nơi an toàn hơn ở phía nam. Sau đó, các lực lượng Israel tấn công trường học, buộc họ phải rời đến Nuserat trong một tháng. Các lực lượng Israel tiếp tục không kích vào trường học, nơi trú ẩn của họ. Một lần nữa, buộc những người tị nạn, bao gồm gia đình cô Marop, tiếp tục hành trình sơ tán và lần này là dừng chân ở Rafah. Nhưng tại lều trại ở Rafa, Marop cho biết gia đình cô không có máy sưởi ấm, không có điện, không có đèn hay bất cứ thứ gì. Cô Marop nói: tất cả mọi người đang đau khổ, họ đều đau đớn, không có phòng tắm, không nước, không hơi ấm, không an toàn. Chúng tôi ngủ trong sợ hãi. Ở một liều trại khác, bà Jeda Albrim, đến từ Khan Yunis, thành phố lớn nhất ở Nam Gaza, cho biết thêm: 15 ngày đầu tiên khi đến đây, chúng tôi không tìm thấy rau, không nước, cũng không có phòng tắm. Tất cả đều khó khăn, rất khó khăn giờ đây mùa đông đã đến khó khăn đã tăng lên bội phần theo bà albrim di chuyển là cái gì đó có thể chịu đựng được nhưng di chuyển trong mùa đông thì không thể chịu đựng được suốt cả ngày đêm những bậc làm cha làm mẹ phải che mưa cho đứa trẻ này và kéo đứa trẻ kia lại gần để chúng ấm hơn một phụ nữ khác bà alia gaban cũng đến từ beid lahia như komarov cho biết thêm với những người đi sơ tán ngày nào cũng vậy không có nước sạch không tắm rửa không cầu nguyện như người bình thường ở trại tị nạn họ không có gì cả và tất cả những gì thuộc về nhu cầu thiết yếu đều ở trong tình trạng thiếu thốn. Ngay cả một cái bánh mì, dù không có chất lượng tốt, nhưng trong hoàn cảnh đó, theo bà Gà Bàn, đó là một điều may mắn, chúng tôi sẽ chấp nhận nó. Đối với trẻ em, tình cảnh còn thương tâm hơn. Bà Gà Bàn cho biết, do không có chăn đắp, thiếu quần áo, trẻ em run rẩy, ho khùng khục vì lạnh. Không có nước sạch, sinh hoạt mất vệ sinh, trẻ em đều ốm, tiêu chảy và nôn mửa. Những người như bà Gà Bàn hàng ngày đều tự hỏi, khi nào sẽ có đỉnh chiến và khi nào chúng tôi có thể trở về nhà? Trong khi đó ở phía bên kia biên giới với Gaza, theo tờ The Jerusalem Post ngày 1 tháng 1, cư dân của 6 thị trấn Israel, những người sống cách biên giới từ 4 đến 7 km sẽ sớm được trở về nhà. Đầu tiên là ba ngôi làng thuộc hành lang Akelon, tiếp theo là ba ngôi làng ở vùng Sa'a Hanigep. Về mặt kỹ thuật, người dân của những ngôi làng này có thể bắt đầu trở về nhà ngay lập tức, nhưng dự kiến sẽ có một số chậm trễ để lực lượng chức năng xử lý nốt một số vấn đề thực tế. Sau 6 ngôi làng trên, nếu tình hình an ninh vẫn ổn định và các vấn đề thực tế khác tiến triển như mong đợi, nhiều ngôi làng trong phạm vi từ 4 đến 7 km tính từ biên giới với Gaza sẽ có thể trở lại khu vực Sdot Negev. Sau khi các tay súng Hamas tràn qua biên giới vào ngày 7 tháng 10, tấn công vào các thị trấn ở miền nam Israel khiến 1.200 người thiệt mạng. Trong số đó, đa số là dân thường. Israel đã phát động chiến dịch những thanh kiếm sắt để trả đũa. Hành động bắn phá của Israel tới nay đã khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân ở Gaza mất đi nhà cửa, phải đi di tản triển miên từ khu vực này tới khu vực khác. Theo cơ quan y tế ở Gaza do Hamas điều hành, tới ngày 3 tháng 1, đã có hơn 22.000 người Palestine thiệt mạng do các cuộc ném bom, bắn phá của Israel. Trong khi đó, vào ngày 2 tháng 1, Cơ quan Cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người Palestine UNRWA và Chương trình Lương thực Thế giới WFP của Liên Hợp Quốc một lần nữa cảnh báo Mọi người dân tại Gaza đang đối mặt với nạn đói và bệnh tật trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hamas gia tăng. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.